Thưa quý vị, không chủ quan trong công tác chuẩn bị lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, tiếp tục xây dựng thương hiệu Đà Nẵng là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trong cuộc họp bàn về công tác tổ chức lễ hội vào sáng nay ngày 30 tháng 5. Đồng chủ trì cuộc họp có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Qua nghe báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng hoan nghênh đánh giá cao Ban chỉ đạo DIFF và các sở ngành đơn vị địa phương liên quan đã tổ chức triển khai các công việc theo đúng kế hoạch đề ra, có tính chuyên nghiệp cao, nhấn mạnh DIFF sau 3 năm trở lại là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, gắn với thương hiệu thành phố, góp phần phục hồi ngành du lịch, phát triển kinh tế xã hội thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, địa phương không chủ quan, phải xác định công tác chuẩn bị cho DIFF là trách nhiệm và thủ trưởng các ngành địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai nhiệm vụ theo chức trách của mình, huy động 100% lực lượng tham gia trong các ngày diễn ra lễ hội. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra công tác diễn tập tại hiện trường, Sinh Group và Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra về an toàn khán đài, quân sự, công an đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại khu vực khán đài và khu vực xung quanh khán đài, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát phương tiện bay không người lái. Bên cạnh đó, ngoài khu vực khán đài, khách còn xem tại các điểm khác xung quanh khu vực pháo hoa. Bí thư Thành ủy đề nghị cần có phương án đảm bảo an toàn tại các điểm tự phát này. Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Cục Quản lý Thị trường, Ban An toàn vệ sinh thực phẩm, các quận huyện không để xảy ra tình trạng tăng giá dịch vụ hay ngộ độc thức ăn trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bí thư Thành ủy. Theo đó, đề nghị các sở ngành, đơn vị địa phương căn cứ vào kế hoạch số 75 và kết luận của Ban chỉ đạo để triển khai và phối hợp thực hiện. Ban chỉ đạo sẽ liên tục kiểm tra công tác chuẩn bị tại hiện trường. Và trên cơ sở này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng sẽ có văn bản chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm về công tác tổ chức cũng như có thông tin đầy đủ về quan điểm, kêu gọi toàn thể nhân dân đồng hành, hưởng ứng thực hiện tốt để DIFF 2023 diễn ra thành công tốt đẹp.